Chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Lãnh địa Phục Ma Ngự Chủ Tử của Vua Nguyền Hồn có thể được coi là màn sát thương cao nhất trong Jujutsu Kaisen. Vô lượng không sứ của Gojo Satoru dù có tác dụng phức tạp nhất nhưng cũng không cung cấp nguồn sát thương trực tiếp. Và dù là lãnh địa có sát thương cao nhất thì Vua Nguyền Hồn vẫn chưa thể kết thúc trận chiến với nhóm Yuji. Sukuna đã phải nâng cấp sát thương của bác và giải lên một tầm cao mới với một kỹ thuật khác, biến lãnh địa Phục Ma Ngự Chủ Tử thành táo. Vậy thì điểm khác biệt giữa giải và bác với táo là gì? Chúng có tương tác gì với nhau sau khi một đống phản ứng hóa học xảy ra bên trong kết giới? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Phục Ma Ngự Chủ Tử với bác và giải. Phục Ma Ngự Chủ Tử của Ryumen Sukuna là một trong những triển khai lãnh địa độc đáo nhất trong Jujutsu Kaisen, khác với các lãnh địa thông thường. Nó không tạo ra một kết giới mà trực tiếp hiện thực hóa trong thế giới thực, được mô tả là kiệt tác của thần thánh. Hình dạng của nó là một ngôi đền Phật giáo quỷ dị, được trang trí bởi các vật phẩm đặc trưng của Nguyền Vương như đầu lâu người, kênh kênh và những sinh vật khổng lồ khác. Mọi mục tiêu trong tầm tấn công, bao gồm cả những người không có chú lực, nghĩa là kể cả Maki cùng thiên dữ chú phượt cũng khó lòng mà sống sót được bên trong Phục Ma Ngự Chủ Tử. Lãnh địa này thể hiện sự vượt trội và quyền lực tối thượng của Sukuna, cho thấy hắn ta là một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong thế giới chú thuật. Sukuna đã sử dụng Phục Ma Ngự Chủ Tử để hạ gục nhiều đối thủ mạnh mẽ, bao gồm cả các chú thuật sư và nguyền hồn cấp cao. Một ví dụ điển hình là khi Sukuna trong cơ thể của Yuji, nhân vật chính ở phần đầu Jujutsu Kaisen, và cho tới gần đây khi Yuji không còn giam giữ Vua Nguyền Hồn nữa, thì cái nhóm đã phải đối mặt và bị áp đảo bởi sức mạnh khủng khiếp của Sukuna. Khi hắn triển khai lãnh địa này, đối phó với Phục Ma Ngự Chủ Tử là một thách thức cực kỳ lớn, do lãnh địa này không cần kết giới bảo vệ, mọi vật trong phạm vi của nó đều bị tấn công và không thể né tránh. Điều này tạo ra một lợi thế to lớn cho Sukuna. Trong các trận đấu, thậm chí là ngay cả Gojo Satoru cũng gặp khó khăn khi đối đầu với lãnh địa của Sukuna. Cơ chế hoạt động của Phục Ma Ngự Chủ Tử cho phép Sukuna tấn công mọi mục tiêu trong phạm vi mà không cần phải lo lắng về việc bị phản đòn. Tuy nhiên, lãnh địa này chưa ở dạng mạnh nhất của nó. Táo sẽ là dạng lãnh địa đẳng cấp tiếp theo của Phục Ma Ngự Chủ Tử. Lãnh địa táo, trước đó là ở chương 258, và sau đó thì chúng ta thấy Sukuna sử dụng lại kỹ năng này trong chương 259. Hắn giải phóng nó cùng hiệu ứng tất trúng của Phục Ma Ngự Chủ Tử. Đây là một phần của thuật thức trảm kích của Vua Nguyền Hồn, được mô tả tương tự như một lò bếp, thứ cần thiết phải cần có sự áp dụng của giải và bác trước đó. Sukuna không thể mở thuật thức này tùy tiện mà phải tuân theo các điều kiện nhất định, bao gồm một khế ước có liên quan tới việc sử dụng nó với lãnh địa của mình. Hình dạng của thuật thức táo giống với mũi tên lửa và chỉ có thể sử dụng sau khi giải và bác đã được mở đường, giống như cách mà một đầu bếp sẽ cắt nhỏ nguyên liệu trước khi nấu chúng. Đây cũng chính là chủ đề ẩn xuyên suốt của Sukuna trong cả bộ truyện. Táo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng di chuyển rất chậm và có phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ. Để khắc phục điều này, Sukuna đã đặt một khế ước lên chính mình rằng hắn ta chỉ có thể sử dụng nó để chống lại một mục tiêu, trừ khi đang trong quá trình mở rộng lãnh địa. Mọi thứ trong phạm vi bị bác và giải xé nát, tạo ra bụi chứa chú lực. Khi Sukuna sử dụng mũi tên lửa, bụi này sẽ bốc cháy và gây ra một vụ nổ hóa học khổng lồ. Mũi tên lửa, bản thân của nó không phải là thứ gây ra vụ nổ lớn trong lãnh địa, mà chỉ là tia lửa đốt cháy mọi thứ đã bị phá hủy. Sukuna cũng thay đổi kết giới của lãnh địa để giữ mọi thứ trong vụ nổ, biến nó thành mồ chôn cho cả nhóm Yuji. Thuật thức táo của Sukuna tạo ra phản ứng dây chuyền, ngay lập tức dẫn tới một vụ nổ lớn, nhiệt độ cực cao, sóng xung kích và áp suất cao. Chi tiết và các tính chất khoa học trong việc xây dựng câu chuyện cho thấy rằng tác giả GG có một sự am hiểu nhất định. Đây thực sự là một vấn đề đối với Vua Nguyền Hồn, bởi vì chính mũi tên lửa chính là những hạn chế đối với bản thân của nó. Táo không thực sự là những gì gây ra vụ nổ lớn này bên trong lãnh địa. Rất là hợp lý từ tác giả GG, vì mũi tên lửa do có những hạn chế của nó nên không thể trở thành nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn trong lãnh địa, mà phải là tia lửa thắp sáng ngòi nổ. Thêm vào đó, Sukuna thay đổi kết giới của lãnh địa, khi hắn thực hiện chiêu thức thì phải làm cho nó bị niêm phong hoàn toàn, nghĩa là mọi thứ sẽ bị giam cầm và bao trùm trong vụ nổ lớn này, không có sinh vật sống nào được cấy ghép vào hoặc ra. Trong khi quá trình này diễn ra, biến nó thành một cái bẫy chết người. Đây là lý do tại sao người dẫn chuyện mô tả đây là kỹ thuật tối thượng của Sukuna, vì nó tạo ra một chuỗi phản ứng ngay lập tức dẫn tới một vụ nổ lớn, nhiệt độ cực cao, sóng xung kích và áp suất cực cao. Điều này thực sự điên rồ và mang lại sự kết thúc cho tất cả sinh vật sống bên trong đó. Một chi tiết thú vị là tác giả đã mời một cố vấn khoa học tên Kura để giám sát những điều này, đảm bảo mọi thứ đều có ý nghĩa và dựa trên thực tế.
cách mũi tên lửa của Sukuna kích hoạt các hóa chất gây ra chuỗi phản ứng vụ nổ và giảm áp suất đều là dựa trên khoa học thực tế. Mình cực kỳ nể và chú ý đến chi tiết này để làm cho câu chuyện trở nên đáng tin và thú vị hơn. Nếu các bạn nghĩ rằng Sukuna có thể sử dụng mũi tên lửa để đánh với Gojo và có thể đánh bại ông thầy bất cứ lúc nào mà không cần dùng tới thập chủng ảnh hay Mahoraga thì điều đó là hoàn toàn không đúng. Gege đã giải thích rằng do những va chạm lãnh địa liên tục giữa Gojo và Sukuna, cả hai liên tục điều chỉnh các thông số của lãnh địa và kết giới của mình. Vì vậy nên mũi tên lửa không phải là lựa chọn khả thi cho Sukuna, nó sẽ không thể tạo ra đủ sức mạnh. Vậy nên Sukuna đã niêm phòng nó và không dùng nó trước Gojo. Hiểu cách mọi thứ hoạt động cũng giúp cho chúng ta hiểu được lý do tại sao Sukuna lại chọn thuật thức táo để đối đầu với Mahoraga. Rõ ràng là Mahoraga đã thích nghi được với bác và giải, vì vậy Sukuna cần một thứ vũ khí khác, cách thiết lập lãnh địa để chuẩn bị cho quả cầu tử thần hóa học khổng lồ này giờ đây trở nên hợp lý nhất. Mahoraga là một cá thể duy nhất nên Sukuna chỉ có thể sử dụng mũi tên lửa mà không cần mở lãnh địa. Tuy nhiên, bằng cách mở lãnh địa, Sukuna thiết lập một cái bẫy khổng lồ chắc chắn sẽ tiêu diệt Mahoraga. Nếu không sử dụng lãnh địa làm tiền đề, có thể Mahoraga sẽ né được mũi tên lửa hoặc nó cũng không đủ mạnh để tiêu diệt Mahoraga trong một lần thi triển. Lần duy nhất chúng ta thấy Sukuna sử dụng mũi tên lửa mà không mở lãnh địa là đối với Chogo. Lúc đó, Chogo chỉ có một mình và đứng ngay trước mặt Sukuna. Vì vậy nên Sukuna không cần lãnh địa đã tạo ra một hiệu ứng diện rộng. Cũng vì lý do đó thì Sukuna không cần hiệu ứng phản ứng dây chuyền tức thì của lãnh địa vì Chogo chỉ đang đối mặt trực tiếp với Sukuna. Cả hai đều dùng sức vào đòn tấn công này và kết quả xảy ra như thế nào thì chắc các bạn cũng đã biết. Thực sự thỏa mãn khi cuối cùng cũng có được câu trả lời và sự giải thích về những điều mà chúng ta đã thắc mắc trong một thời gian dài. Tất cả đã gói gọn trong hai cháp 258 và 259, nhưng vẫn còn đó một số khúc mắc. Làm thế nào mà giải và bác mở cánh cửa cho lò bếp? Mình tò mò liệu chúng ta có nhận được thêm bất kỳ sự giải thích nào về cơ chế hoạt động chính xác của nó hay không? Và khi không sử dụng lãnh địa, cách thức hoạt động của giải và bác liệu có còn giống như trước hay ăn uống phải là một phần của việc này? Giống như việc chúng ta cắt nhỏ nguyên liệu, nấu chín và cuối cùng cũng phải ăn những gì mà mình đã nấu. Phải chăng thuật thức của Yuji sẽ giải đáp được giả thuyết này? Vì vậy mình rất muốn thấy phiên bản phục ma ngự trù tử của Yuji đấy. Ưu điểm giữa hai loại lãnh địa này với nhau: phục ma ngự trù tử không cần tạo ra một không gian riêng biệt cho phép Sukuna linh hoạt tấn công bất cứ lúc nào và bất kỳ đâu trong phạm vi của mình. Điều này giúp hắn ứng biến tốt hơn trong các tình huống đối đầu, không bị giới hạn bởi kết giới. Đồng thời, nhờ có khả năng này mà táo mới được hình thành. Tuy rằng táo có thể cho ra đầu sát thương mạnh hơn, nhưng có vẻ như nó rất dễ bị né tránh. Việc không tạo ra kết giới riêng biệt giúp Sukuna tấn công mọi thứ trong phạm vi mà không cần kết giới bảo vệ. Khả năng này cho phép Sukuna tiêu diệt mọi mục tiêu trong tầm tấn công, từ đó tạo ra tiền đề cho táo để thực hiện mục đích chính xác của nó. Do không cần kết giới bảo vệ, phục ma ngự trụ tử tạo ra một lợi thế lớn cho Sukuna trong các trận đấu. Mọi vật trong phạm vi của nó đều bị tấn công không thể né tránh. Khác với tốc độ siêu chậm của mũi tên lửa, làm cho việc đối phó với lãnh địa này trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay cả Gojo Satoru cũng gặp khó khăn khi đối đầu với phục ma ngự trụ tử trong 5 lần bành trướng lãnh địa. Phục ma ngự trụ tử đã thể hiện nhiều khả năng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những bí mật về sức mạnh tối thượng của nó. Lãnh địa này có thể còn có nhiều khả năng khác mà chưa được tiết lộ hoàn toàn, nên Sukuna cần phải nâng cấp nó lên thành táo. Bởi đây thực chất là một kỹ thuật thuộc phần của thuật thức phục ma ngự trụ tử. Nó giống như một mũi tên lửa cực kỳ mạnh mẽ, nhưng di chuyển chậm và có phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ. Điều này khiến cho Sukuna phải đặt một khế ước rằng hắn chỉ có thể sử dụng nó chống lại một mục tiêu, trừ khi đang trong quá trình mở rộng lãnh địa. Ngược lại thì khác với giải và bác, táo có tính linh hoạt cao khi được sử dụng trong phạm vi mở rộng lãnh địa. Khi Sukuna mở rộng lãnh địa, mọi thứ trong phạm vi bị giải và bác xé nát, tạo ra bụi chứa chú lực. Khi mũi tên lửa được sử dụng, không có ai bên trong tầm kết giới có thể giải thoát được, vì khác với giải và bác, thuật thức này tạo ra từ kết quả của giải và bác. Những vết cắt phân tất cả vật thể trong phạm vi thành bụi chứa chú lực, rồi sau đó từ thứ bụi này bốc cháy gây ra một vụ nổ hóa học khổng lồ, tạo ra một chuỗi phản ứng ngay lập tức dẫn tới vụ nổ lớn. Nhiệt độ cực cao, sóng xung kích và áp suất cũng cực cao. Sukuna có thể thay đổi kết giới của lãnh địa để giữ mọi thứ trong vụ nổ, khiến cho đối thủ bắt buộc phải dùng lực phòng thủ cực độ, thậm chí phải từng tiến cỡ như vô hạ hạn của Gojo Satoru thì mới đỡ được. Táo tạo ra một sự khó chịu lớn cho đối thủ do khả năng gây ra vụ nổ và nhiệt độ cao. Tuy nhiên, do di chuyển chậm chạp và phạm vi ảnh hưởng nhỏ, nó có thể dễ dàng đối phó hơn trong một số trường hợp. Khi không thể sử dụng lãnh địa làm tiền đề, mũi tên của lửa có thể bị né tránh hoặc không đủ mạnh để tiêu diệt mục tiêu trong một lần thi triển. Táo vẫn có nhiều bí mật về cơ chế hoạt động và cách nó mở cửa cho lò bếp của Sukuna. Chúng ta chưa biết cách thức hoạt động chính xác của giải và bác. Khi không sử dụng lãnh địa, Sukuna cũng có thể
thể có nhiều khả năng khác liên quan đến kỹ thuật này mà chưa được tiết lộ. Theo đánh giá của mình thì Phục Ma Ngự Trụ Tử rõ ràng là mạnh hơn vì không bị giới hạn kết giới và có thể tấn công mọi thứ trong phạm vi mà sức tấn công vẫn đủ để giết đa số đối thủ cho tới thời điểm hiện tại. Có thể thấy thì chỉ có Yuji, Gojo và Mahoraga là sống sót qua đợt đầu của Phục Ma Ngự Trụ Tử, còn lại thì phải chết hoặc nhờ sự trợ giúp của người khác để có thể thoát ra ngoài, giống như lúc Todo dịch chuyển Maki, Inora vậy. Tuy nhiên, dù vậy thì sát thương của Phục Ma Ngự Trụ Tử vẫn là không đủ. Yuji tuy sống sót sau những nhát cắt nhưng vẫn không thể chịu nổi sát thương từ táo và phải có Chozo bật khiên máu lên và đánh đổi mạng sống mới có thể giữ cho Yuji tiếp tục chiến đấu. Vậy nên, táo là nguồn sát thương cuối cùng khi Nguyên Vương cảm thấy đối thủ quá cứng cáp. Ngoài ra thì với khả năng ứng biến tốt hơn lãnh địa Phục Ma Ngự Trụ Tử, không cần tạo ra không gian riêng biệt và có thể tấn công linh hoạt hơn. Độ khó chịu và cách để đối phó thì cả hai lãnh địa đều khó chịu theo cách riêng của chúng, nhưng Phục Ma Ngự Trụ Tử có vẻ khó đối phó hơn do khả năng tấn công không giới hạn trong phạm vi của nó. Nhưng so sánh thì cũng phải quan tâm về một vấn đề là để táo được hình thành thì phải có Phục Ma Ngự Trụ Tử trước, không thì cũng chỉ là mũi tên lửa siêu mạnh mà thôi, rất khó để trúng đích. Cả hai lãnh địa đều có những bí mật chưa được tiết lộ hoàn toàn. Tuy nhiên, táo vẫn có nhiều bí mật hơn về cơ chế hoạt động và cách nó tương tác với các kỹ thuật khác của Sukuna. Lãnh địa bí mật của Gojo. Hiện tại thì Gojo đã không còn nữa, khả năng cao là như vậy. Thân xác của ông thầy đang được Yuta sử dụng để tiếp tục chiến đấu với Vua Nguyền Hồn. Thế nhưng mình cảm thấy rằng giai đoạn đầu của trận chiến, Gojo đã phải kìm nén sức mạnh để thăm dò khả năng của Sukuna. Nhưng không ngờ rằng hắn quá mạnh và để thua trong trận đấu lãnh địa ban đầu, khiến cho chú lực và thể lực bị hao tổn, không thể cho ra phiên bản mạnh nhất của vô hạn hạn. Phải chăng Gojo vẫn còn một lãnh địa bí mật vẫn chưa được tiết lộ? Liệu nó có thể là gì? Nó sẽ đủ sức để đánh bại Vua Nguyền Hồn? Yuta hiện tại mới tham gia vào trận đấu với Sukuna một lần thôi. Nếu mình nghĩ rằng có thể sức lực của anh ấy cũng đủ để dùng bí thuật này của Gojo, các bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Comment phía dưới cho mình biết với nhé.